tập viên Tuấn Anh, từ thời báo.de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Thu thập thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dân cư, Công an Việt Nam tăng cường kiểm soát công dân. Ngày 24 tháng 10, báo Thanh niên cho hay, Bộ Công an đề xuất thu thập số điện thoại vào cơ sở dữ liệu dân cư. Theo đó, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng luật căn cước nhằm sửa đổi, bổ sung cho luật căn cước công dân năm 2014 đang có hiệu lực thanh niên cho biết, theo quy định hiện hành, có 15 thông tin được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm họ tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nhóm máu, tình trạng hôn nhân. Bài trên báo thanh niên, trong dự thảo luật căn cước sửa đổi, Bộ Công an đề xuất tăng lên 26 thông tin được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số nhóm thông tin mới gồm số định danh cá nhân họ tên khác nơi sinh số chứng minh nhân dân chín số số thuê bao di động địa chỉ thư điện tử thanh niên dẫn bộ công an cho biết các thông tin được chia thành hai nhóm nhóm thứ nhất là thông tin của công dân bắt buộc phải thu thập các thông tin này dùng để tạo lập số định danh cá nhân giúp phân biệt người này với người khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý dân cư nhóm thứ hai là các thông tin còn lại gồm nơi thường trú nơi tạm trú nơi ở hiện tại là những thông tin cần thiết phải có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, đáp ứng các mục tiêu chuyển đổi số của đề án số 06. Được biết, đề án 06 là đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023. Người dân chờ làm căn cước công dân gắn chip. Theo thanh niên, Công dân có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và được bảo đảm quyền lợi khi sử dụng các tiện ích, giá trị do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại. Thanh niên dẫn nhiều ý kiến băn khoăn về việc thu thập dữ liệu thông tin là nhóm máu và số điện thoại di động. Liệu có xảy ra lộ lọt hay không, nhất là trong bối cảnh an toàn dữ liệu thông tin đang còn nhiều vấn đề như hiện nay. Đồng thời, thanh niên cũng dẫn câu trả lời từ Bộ Công an cho rằng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu duy nhất của nhà nước. Được chính phủ đầu tư bài bản, từ cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm, được quản lý, giám sát bởi đội ngũ cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, an ninh mạng. Việc truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi nhưng vẫn bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin. Hệ thống chấm điểm công dân kinh khủng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, giới hoạt động tại Việt Nam cho rằng, việc Bộ Công an thu thập dữ liệu cá nhân của công dân không phải nhằm hỗ trợ phục vụ cho người dân khi cần mà chính là tăng cường kiểm soát công dân gắt gao hơn đây là cách mà việt nam học theo trung quốc quốc gia nổi tiếng trong việc kiểm soát đánh giá phân loại công dân thông qua hệ thống chấm điểm công dân hệ thống này chấm điểm theo hình thức thưởng phạt nếu tham gia các hoạt động như tình nguyện hiến máu thậm chí là hiến tạng sẽ được cộng điểm ngược lại nếu chậm thanh toán hóa đơn điện nước nợ ngân hàng quá hạn vi phạm giao thông thì sẽ bị trừ điểm và tất nhiên nếu bị xếp vào thành phần chống phá nhà nước thì sẽ rất thê thảm. Bởi các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm những người trong danh sách đen đi máy bay, tàu tốc hành, xe bus ở khách sạn ngoài ra, những người này còn bị chặn con đường thăng tiến trong cơ quan nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước. Họ cũng bị cấm tự kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Thu thập thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dân cư, công an Việt Nam tăng cường kiểm soát công dân trò hề kê khai tài sản của quan chức ngày 23 tháng 10, RFA có bài 54 trên 13.000 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, đáng tin hay nực cười. Thông tin này được ủy ban tư pháp cho biết trong báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2023 của chính phủ. Theo đó, trong hơn 13.000 người phải xác minh tài sản, thu nhập, chỉ 54 người kê khai không trung thực bị xử lý. Bài trên RFA, RFA dẫn ý kiến của cựu trung tá Vũ Minh Chí nhận định tôi thấy những cán bộ nằm trong diện phải kê khai là những cán bộ có chức có quyền chứ thường ở các cơ quan thì người không có chức quyền thường không phải kê khai như tôi ngày xưa là sĩ quan cấp tá còn chưa phải kê khai kê khai 13.000 người mà chỉ có 54 người không kê khai trung thực là con số tôi thấy rất nực cười tôi nghĩ nếu xác minh một cách chặt chẽ khách quan thì có lẽ cả 13.000 người không trung thực cách đây vài năm có ông nguyên tổng thanh tra chính phủ là ông Trần Văn Truyền về hưu bị báo chí phát hiện có nhiều nhà đất trong đó có nhiều nhà đất có được không chính đáng có biệt phủ nhưng cuối cùng cũng trôi qua và chẳng ai nói xử lý ông ta thế nào thì dưới góc độ như vậy thì có nghĩa là ông ta kê khai trung thực nên không bị xử lý chăng chứ còn không trung thực là sẽ bị xử lý hay ông phạm sĩ quý nguyên là giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh yên bái cũng có biệt phủ là em ruột của bộ trưởng bộ nội vụ hiện nay là bà phạm thị thanh trà cũng nói tài sản có được do buôn trổi trong thực tế có nhiều người đã lên chức vụ cao thậm chí rất cao, như Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư tỉnh ủy họ đã phải trải qua nhiều lần kê khai tài sản trước khi họ lên chức vụ cuối cùng. Trước khi nghỉ hưu hoặc bị bắt thì đều được coi là kê khai trung thực. Nhưng đến khi có sự việc xảy ra, thì tất cả bản kê khai kia hóa ra đều là giả dối. Ví dụ như ngày hôm nay, báo đăng nguyên chủ tịch Khánh Hòa đã bị thu giữ 30 tỷ đồng, mấy trăm ngàn đô la, rồi một số bất động sản. Hai nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai khi về hưu rồi cũng phát hiện ra rất nhiều bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bốc thăm chọn ra 168 người để kê khai tài sản. Cựu Trung tá Vũ Minh Chí cho rằng đây là những ví dụ để thấy rằng những bản kê khai tài sản mà chính phủ Việt Nam đã tiến hành từ trước đến giờ là hoàn toàn không có sự trung thực. GFA cho biết, theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018, tất cả cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Nếu bị phát hiện kê khai không trung thực, có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Dù vậy, nhiều địa phương tại Việt Nam chỉ bốc thăm chọn cán bộ để xác minh tài sản kê khai. Một biện pháp được tiến hành tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và bị công luận chỉ trích. RFA nêu dẫn chứng về việc thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2023 cho báo chí biết đã tổ chức bốc thăm chọn 168 cán bộ thuộc 10 cơ quan để xác minh tài sản. Trong khi đó, theo số liệu của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6 năm 2022, thành phố này có gần 100.000 công chức, viên chức như vậy, với 168 người bị chọn, được nói là ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập. Liệu cách làm này có thể chống tham nhũng? RFA dẫn ý kiến của ông Nguyễn Khắc Mai, Nguyên Vụ trưởng Ban Dân Vận Trung ương, nhận định bất cứ một lãnh đạo của bất cứ bộ ngành nào, bất cứ địa phương nào không chứng minh được tài sản lớn, nhà cao cửa rộng, biệt phủ thanh thang, thì người ta có quyền nghi vấn và kiểm tra. Nếu không chứng minh được thì tức là tài sản bất minh, khi đó nhà nước phải tịch thu nhưng bây giờ luật của Việt Nam họ dung dưỡng cho một thái độ bất minh, đánh mất tài sản của dân của nước. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, tham nhũng ở Việt Nam là một điều ai cũng thấy, nhưng Đảng Cộng sản sẽ không giải quyết được vấn nạn này, nếu vẫn giữ cung cách đảng lãnh đạo như hiện nay mà không có tam quyền phân lập, không có tự do ngôn luận, không có phản biện xã hội và ai công kích phê phán thì coi là chống đối nhà nước, bỏ tù, nên cũng không thể dựa vào dân để đẩy lùi tệ nạn này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin cho hề kê khai tài sản của quan chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh với công nghệ AI, Thời báo.de Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.